Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 22 tháng 10 năm 2023, giá heo hơi sẽ giữ nhịp tăng đồng loạt cả ba miền, hiện đang duy trì ổn định, cao nhất 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình từ 49.000 đến 51.000 đồng/kg. Các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình và Hưng Yên đang giao dịch heo hơi với giá tương ứng từ 51.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg tăng 1.000 đến 2.000 đồng một kg, tùy khu vực. Giá heo tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, bình quân chỉ 47.000 đến 50.000 đồng trên kg. Các tỉnh miền núi Tây Bắc giá heo hơi từ 48.000 đến 51.000 đồng một kg, trong đó Hòa Bình là 48.000 đến 50.000 đồng một kg, Sơn La, Lai Châu. Điện biên dao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng trượt kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 48.000 đến 51.000 đồng ruột kg, Quảng Ninh 49.000 đến 51.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo tại khu vực miền Trung mức 51.000 đồng trên kg. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì ở mức 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo từ 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Quảng Nam, Đà Nẵng từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 48.000 đến 51.000 đồng trên kg. Bình Định 48.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Bình Thuận từ 49.000 đến 51.000 đồng trên kg. Giá heo tại Tây Nguyên cũng có diễn biến tương tự các tỉnh Nam Trung Bộ. Giá heo còn 48.000 đến 50.000 đồng trên kg. Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng 50.000 đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Tại Đông Nam Bộ, giá heo các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước quanh mức 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Giá heo tại các tỉnh Tây Nam Bộ từ 48.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Trong đó Long An và Tiền Giang 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long Trà Vinh, sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, bạc liêu từ 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 50.000 đến 52.000 đồng một kg. Ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mặc dù kinh tế khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, xung đột giữa Nga Ukraina khiến đứt gãy nguồn cung, nhưng ngành chăn nuôi vẫn đạt được sự tăng trưởng ổn định 4,5 đến 6% trong 5 năm qua. Trong chăn nuôi có 3 trụ cột rất quan trọng, gồm con giống, thức ăn và môi trường. Về con giống, ông đang khẳng định năng lực sản xuất giống trong nước có thể cung ứng đủ nhu cầu. Về thức ăn chăn nuôi, hiện nay cả nước có 269 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp dạng hỗn hợp hoàn chỉnh với tổng công suất thiết kế đạt 43,2 triệu tấn. Sản lượng thức ăn chăn nuôi hàng năm đạt khoảng 20 đến 21 triệu tấn, tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Có thời điểm giá sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao nhưng hiện nay đã giảm khá nhiều. Trong 9 tháng đầu năm 2023, nhìn chung đàn gia súc và gia cầm phát triển ổn định. Ngoại trừ đàn trâu tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2022, các đàn vật nuôi khác đều tăng số lượng so với cùng thời điểm năm 2022. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nếu không có vấn đề gì đặc biệt, ngành chăn nuôi sẽ đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong những tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Giá các sản phẩm chăn nuôi biến động rất lớn, nhưng giá thực phẩm trên thị trường lại không có nhiều biến động. Do đó có thể thấy sự phân chia lợi nhuận là chưa được đảm bảo. Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là lúc nhiều hộ chăn nuôi heo tái đàn để đón đầu thị trường cuối năm. Tại đồng bằng sông Cửu Long, người dân đang tích cực chuẩn bị chọn con giống, vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị tái đàn. Anh Trần Văn Đăng, ở ấp 1, xã Sa Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cho biết heo con bắt về nuôi khoảng 3 tháng là có thể xuất bán, trọng lượng mỗi con trên dưới 100 kg. Hiện, gia đình anh nuôi khoảng 200 con heo bán thịt lẫn heo giống. Tuy nhiên, anh Năng cũng như các hộ gia đình chăn nuôi heo vẫn đang lo lắng giá bán thất thường nên vẫn chưa dám mạnh dạn tái đàn. Trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8, giá heo hơi trong nước bình quân khoảng 58.000 đến 65.000 đồng một kg và có sự chênh lệch khá lớn với giá của các nước láng giềng. Do vậy, Hoạt động vận chuyển trái phép heo từ Campuchia về Việt Nam diễn ra rất phức tạp. Tại tỉnh Long An, các đối tượng buôn bán trái phép đã vận chuyển hàng nghìn con heo thịt bằng xà lan qua kênh cái cỏ tại địa bàn huyện Tân Hưng vào Việt Nam vào buổi đêm. Ngay sau đó, những con heo này được đưa về một số trang trại chăn nuôi vùng 6 giáp biên giữa hai nước để tẩy trắng hồ sơ nguồn gốc xuất xứ trước khi đưa vào sâu trong nội địa tới các lò mổ, qua mặt lực lượng chức năng. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định những năm gần đây các sản phẩm chăn nuôi đều khó tiêu thụ, phải bán dưới giá thành, trong khi nhập khẩu lại tăng lên, đặc biệt vấn đề nhập lậu. Điều này ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu nông dân. Ông Dương cảnh báo chỉ vài năm nữa, chăn nuôi nông hộ và trang trại nhỏ lẻ có thể bị xóa sổ nếu không kiểm soát tốt vấn đề nhập lậu và dịch bệnh. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc chăn nuôi C.P Việt Nam cho biết thời gian qua giá cả sản phẩm chăn nuôi lên xuống thất thường kèm theo dịch bệnh hoành hành. Hàng lậu tràn vào thị trường khiến doanh nghiệp, người nuôi thua lỗ nặng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cũng nêu mấy năm nay chăn nuôi thua lỗ nghiêm trọng, doanh nghiệp không chịu nổi dẫn đến phá sản. Chăn nuôi ăn hết sổ đỏ của doanh nghiệp, nông dân. Sản lượng thị heo của Việt Nam ước tăng 5% trong năm 2024. Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, sản lượng thịt heo toàn cầu trong năm 2024 được dự báo sẽ ở mức tương đương như năm 2023. Đồng thời, Thương mại quốc tế đối với sản phẩm thịt heo được dự báo sẽ tích cực hơn nhưng nhu cầu tiêu thụ có thể sẽ giảm nhẹ. Trong 9 tháng đầu năm 2023, nhìn chung đàn gia súc và gia cầm phát triển ổn định. Ngoại trừ đàn trâu tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2022, các đàn vật nuôi khác đều tăng số lượng so với cùng thời điểm năm 2022. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nếu không có vấn đề gì đặc biệt, ngành chăn nuôi sẽ đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong những tháng cuối năm 2023 giá heo hơi cũng sẽ phải lên khoảng 60.000 đồng chuột kg thì mới hài hòa được các khâu, trừ trường hợp giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm xuống nữa. Hiện, giá thức ăn chăn nuôi đã xuống, tuy nhiên, vẫn ở mức cao. Trong khi đó, thức ăn chăn nuôi vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu khiến giá thành heo hơi trong nước đang đứng ở mức cao so với các nước trên thế giới. Ví dụ như Đan Mạch, giá thành heo hơi chỉ rơi vào khoảng 30.000 đến 35.000 đồng chuột kg. Tại Việt Nam giá thành chăn nuôi heo trung bình vẫn trên 50.000 đồng một kg, cao hơn so với Thái Lan từ 10 đến 15%. Dự báo, nếu không có gì đột xuất thì giá heo hơi sẽ lên mức 60.000 đồng một kg, bởi thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu thịt heo tăng từ 10 đến 15%, kéo giá heo hơi tăng, ông Nguyễn Văn Trọng nhận định. Chỉ còn khoảng gần 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn để kịp thời cung ứng nguồn thịt vào dịp cuối năm. Thế nhưng không khí chăn nuôi tại các vùng nuôi heo tập trung ở thời điểm này rất ảm đạm. Tại Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi phía Nam cũng là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng đàn heo khoảng 2,5 triệu con với gần 3.000 chạy và nông hộ. Hiện nay nhiều bà con cũng tạm dừng không chăn nuôi. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết hơn 2 tháng này, giá heo hơi số rất thấp, duy trì ở mức dưới 53.000 đồng tuyệt kg, thậm chí chỉ bán được giá 48.000-49.000 đến đồng chuột kg. Với mức giá này, người chăn nuôi đang thua lỗ nặng. Hiện nay đang là thời điểm nhập heo chăn nuôi phục vụ dịp cuối năm và Tết nguyên đán. Do giá thấp nên bà con rất e rè nhập heo tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang đe dọa nghiêm trọng nên bà con cũng không chăn nuôi. Ông Nguyễn Kim đoán đều thực trạng. Theo các chủ trang trại, sau khi trừ chi phí, người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi vẫn e rẻ tái đàn chuẩn bị cho thị trường cuối năm. Nguyên do tình hình thời tiết bất lợi trong giai đoạn chuyển mùa và dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Theo thông lệ, để phục vụ nhu cầu thịt heo dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, thông thường đến tháng 9, tháng 10 hàng năm thì doanh nghiệp, người chăn nuôi mới tái đàn để đảm bảo thời gian xuất chuồng. Dự báo giá heo hơi trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Dịch vụ Nông nghiệp Việt Nam nhận định, giá heo hơi chắc chắn sẽ phải lên. Bởi heo tại các nông hộ nếu có bán chạy đàn thi dân rồi cũng sẽ hết. Các doanh nghiệp lớn họ không bán chạy hơn 2 tháng nay, giá heo hơi xuống rất thấp, duy trì ở mức dưới 54.000 đồng 1 kg, thậm chí chỉ bán được giá 48.000 đến 49.000 đồng chột kg. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết với giá heo hơi hiện tại thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều, còn các hộ chăn nuôi nhỏ đang quay lại thời kỳ thua lỗ vì giá thành chăn nuôi còn khá cao, bình quân khoảng 54.000 đồng chột kg. Ông Công dự báo xu hướng giá heo hơi có thể ảm đạm đến hết tháng 10. Sau thời điểm đó, Thị trường có thể chuyển sang giai đoạn mới lạc quan hơn. Ngoài yếu tố thị trường còn có yếu tố hiện tại các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi bùng phát ở một số địa phương. Trước tình cảnh đó, ở những nơi lân cận được xem là có nguy cơ, người dân tranh thủ bán sớm để né dịch và cắt lỗ. Khi giá tăng, tâm lý chung là mọi người neo lại chờ giá tăng thêm, khi giá xuống ai cũng muốn tranh thủ bán sớm vì sợ giá lại giảm sâu. Điều này càng làm thị trường mất cân đối và giá giảm. Một chuyên gia phân tích Dự báo về giá heo hơi trong thời gian tới, dịch bệnh góp phần làm cung vượt cầu nhưng nó chỉ mang tính thời điểm. Hiện nay sắp vào mùa cao điểm tiêu thụ cuối năm nên có thể sang tháng 11 thị trường bắt đầu hồi phục. Giá có thể tăng nhẹ và ở mức đảm bảo người chăn nuôi có lãi nhưng khó vượt quá mốc 60.000 đồng 1 kg. Thời điểm này dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều hộ chăn nuôi lo sợ lây nhiễm đã đồng loạt bán ra, gây áp lực lên giá bán. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi đang lỗ 200.000 đến 300.000 đồng một con heo. Giá heo hơi giảm liên tiếp trong khi đó chi phí chăn nuôi vẫn khá cao do thức ăn vẫn neo cao ảnh hưởng lớn đến tâm lý các hộ chăn nuôi. Theo cục xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, giá heo hơi có thêm nhịp giảm trong tháng 9 vừa qua, chủ yếu do dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở một số địa phương khiến người dân bán lượng heo lớn ra thị trường. Trong khi đó, sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện do người dân tiết kiệm chi tiêu. Ông Nguyễn Xuân Dương, chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Việt Nam cho rằng giá heo hơi xuống thấp trên cả nước có tác động lớn từ thịt heo nhập khẩu chính ngạch lẫn nhập lậu qua các tỉnh biên giới phía nam. Sau cao điểm dịch tả heo châu Phi, nghề chăn nuôi heo trong nước dần phục hồi nhưng sản lượng thịt nhập khẩu chính ngạch không giảm mà vẫn tiếp tục gia tăng, là áp lực rất lớn cho giá thịt heo trong nước. Theo ông Dương, dù tỷ lệ tái đàn của các trại chăn nuôi nông hộ không cao cũng khó có khả năng thiếu thịt heo trong dịp Tết. Bởi cơ cấu chăn nuôi hiện nay, nông hộ chỉ chiếm 20 đến 30% tổng đàn cả nước, phần còn lại nằm ở các doanh nghiệp chăn nuôi các doanh nghiệp thì không thể ngừng chăn nuôi. Họ nuôi quy mô đàn lớn, quản lý dịch bệnh tốt hơn, phải tính toán đường dài nên sẽ có khả năng bù đắp cho phần thiếu hụt từ chăn nuôi nông hộ, ông Dương nói. Vấn đề của thịt nhập khẩu là phải kiểm soát chặt để các lô hàng đảm bảo chất lượng và yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi chúng ta đang tham gia vào rất nhiều hiệp định thương mại tự do thì phải tuân thủ luật chơi chung. Nếu không phát hiện vi phạm thì chúng ta không thể dựng các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát, hạn chế nhập khẩu được, ông Thắng nói đại diện của hiệp hội chăn nuôi đồng nai nhận định mặt bằng chung nguồn cung không dư thừa là nguyên nhân giá heo hơi giảm. tuy nhiên do trong một thời điểm ngắn người chăn nuôi sợ dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phá đàn bán tháo, heo chưa đủ cân đã ồ ạt bán ra, giá lại càng rẻ. theo đại diện hiệp hội chăn nuôi đồng nai, giá thành chăn nuôi lợn được cấu thành bởi 4 yếu tố gồm giá cám, năng suất sinh sản, năng suất nuôi và chất thải. nếu không xét trường hợp ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi giá thành chăn nuôi lợn hơi ở mức 55.000 đến 57.000 đồng kg. So sánh với giá bán hiện nay, người nuôi lợn chịu lỗ khoảng 400.000 đến 500.000 đồng. Phải hết tháng 10 giá lợn hơi mới có thể phục hồi, nhưng khả năng cao cuối năm nay nguồn cung mặt hàng này sẽ thiếu hụt. Bởi, không chỉ dân mà các trang trại lớn và doanh nghiệp chăn nuôi cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Với giá quanh mốc 54.000 đồng một kg trở xuống thì người chăn nuôi không có lãi. Nếu xuống dưới mốc 50.000 đồng chuột kg thì chắc chắn là người chăn nuôi thua lỗ. Cung tăng, nhu cầu tiêu thụ thịt heo ở mức thấp gây áp lực lên giá. Mặt khác, dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn ra ở một số địa phương, tâm lý bán chạy đàn tại các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ vẫn diễn ra tạo áp lực kéo giá heo hơi giảm. Tình trạng nhập heo lậu từ Thái Lan vẫn còn diễn ra cũng là yếu tố gây áp lực lên giá heo trong nước. Dự báo, tình hình tiêu thụ heo những tháng cuối năm có thể sẽ cải thiện hơn khi bước vào mùa lễ hội. Dù vậy, theo chuyên gia trong ngành chăn nuôi, để giá heo hơi cải thiện trong giai đoạn cuối năm, việc trước mắt là kiểm soát heo nhập lậu. Về dài hạn, để giải quyết câu chuyện giá cả bấp bênh, ngành chăn nuôi cần hướng đến đẩy mạnh xuất khẩu. Giữa bối cảnh sức mua yếu thì nguồn cung thịt heo vẫn dồi dào, chủ yếu từ nguồn các công ty chăn nuôi có quy mô lớn trong khi người chăn nuôi lẻ đang dần bỏ nghề vì không thể chịu nổi giá bán dưới giá thành kéo dài. Về nguyên nhân giá heo hơi giảm khá sâu, chuyên gia của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết mặt bằng trung nguồn cung không dư thừa. Tuy nhiên, do trong một thời điểm ngắn người chăn nuôi sự dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phá đàn bán tháo, heo chưa đủ cân đã ồ ạt bán ra, giá lại càng rẻ. Nhận định về giá heo hơi trong thời gian tới, các chuyên gia trong ngành nông nghiệp cho biết, dịch tả heo châu phi hoành hành trên diện rộng, do đó giá heo hơi cần có thời gian dài để phục hồi lại. Theo quy luật nhiều năm, giá heo hơi khi đã giảm sâu phải chờ một thời gian dài để phục hồi trở lại. Trong khi đó, nuôi heo cuối năm thời tiết chuyển mùa, dịch bệnh rất nhiều, dễ bùng phát, chi phí thuốc thú y, phòng bệnh đều tăng cao. Giá heo hơi thấp, nuôi lãi không đáng kể nên các trang trại có bao nhiêu giống thì nuôi bấy nhiêu thôi chứ không ồ ạt mua thêm để tăng đàn như mọi năm nữa, ông Vĩ nói. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Trí Công nhận xét, thị trường thịt heo Việt Nam hiện nay xuất hiện tình trạng giá heo hơi giảm là do người tiêu dùng quyết định. Đại diện một số doanh nghiệp trong ngành cho biết, trong bối cảnh sức mua yếu do cú sốc liên quan đến thu nhập của người tiêu dùng, các sản phẩm mới cần giảm giá thành thông qua hạ thấp giá vốn hàng bán. Để làm được điều đó, các tính năng, công dụng của sản phẩm cần đề cao tính chuyên biệt. Tuy nhiên, đây là giai đoạn tăng trưởng lớn cho các mặt hàng nội địa với giá thành thấp hơn hàng hóa nhập khẩu. Về việc này, theo ông Dương Tất Thắng, cục trưởng cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại đang khá ổn định. Tổng đàn heo của cả nước hiện có khoảng 28,6 đến 28,7 triệu con cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa về thịt heo và sản phẩm từ thịt heo những tháng cuối năm và cả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới. Giá heo hơi có khả năng hồi phục từ nửa đầu năm 2024. Tuy giá heo hơi có xu hướng giảm trong trong thời gian qua, nhưng giá heo giống vẫn tiếp tục tăng nhẹ bình quân khoảng 0,6% tháng trong quý 3 năm 2023. Tổng đàn đang có xu hướng sụt giảm, giá heo giống tiếp tục tăng cho thấy người chăn nuôi có thể đang dục dịch tái đàn trở lại khi giá thức ăn. Chăn nuôi bắt đầu ổn định hơn và kỳ vọng nhu cầu thịt heo sẽ hồi phục trở lại trong Tết Nguyên đán sắp tới. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 22 tháng 10 năm 2023 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.